Ngày 26 tháng 4 năm 2018 tại Hà Nội, Honda Việt Nam đã chính thức giới thiệu thế hệ thứ 9 của mẫu xe số Honda Future FE 125 mới. Với ý tưởng đẳng cấp xe số mạnh mẽ và lịch lãm cho người đàn ông trưởng thành, Future FE 125 mới sở hữu những thay đổi toàn diện về mặt thiết kế, nổi bật là những đường cong dọc thân xe cùng thiết kế liền khối mạnh mẽ. Xe còn được trang bị hệ thống đèn LED hoàn toàn mới. Hình dạng đèn với thiết kế nổi bật là đặc trưng giúp Future FE 125 mới dễ dàng được nhận diện từ xa. Ngoài ra, mặt đồng hồ với thiết kế mới cao cấp cũng là điểm nhấn giúp Future FE 125 mới khác biệt hoàn toàn so với những mẫu xe số thông thường khác. Động cơ của Honda Future 125 mới 2018 là loại động cơ truyền thống của Honda với hệ thống phun xăng điện tử và hệ thống trung hòa khí thải tiên tiến Trimeta đáp ứng nghiêm ngặt tiêu chuẩn khí thải Euro 3. Đặc biệt, Future mới được nâng cấp lọc gió với thiết kế mới giúp xe cải thiện hiệu suất, khả năng tăng tốc được cải thiện đáng kể. Các yếu tố quan trọng khác như công suất tối đa, mô men xoắn cực đại và khả năng tiết kiệm nhiên liệu cũng được cải thiện hơn. Tiện ích là một trong những điều Honda chú trọng nhất khi phát triển các mẫu xe mới. Với phong cách mạnh mẽ và cao cấp, Future FE 125 mới tích hợp nhiều tiện ích hữu dụng. Hộp đựng đồ cũng được điều chỉnh lại để tối ưu hóa khả năng chứa đồ và thân thiện hơn với người sử dụng, mang lại sự tiện nghi tối đa trên mọi hành trình. Xe số vẫn là một phân khúc tiềm năng nhờ sở hữu các giá trị thực tế như độ bền cao, tiết kiệm nhiên liệu, động cơ mạnh mẽ và giá cả hợp lý. Tôi hy vọng Future 125 phiên bản mới sẽ mang lại những giá trị nâng tầm, vượt lên sự mong đợi của khách hàng. Bởi lẽ Future 125 phiên bản mới là thế hệ tiếp theo của mẫu xe số cao cấp sở hữu thiết kế hoàn toàn mới, với điểm nhấn nổi bật là hệ thống đèn pha LED lần đầu tiên được trang bị. Cùng với các thế mạnh hiện tại là động cơ 125 mạnh mẽ đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 3 nghiêm ngặt và các tiện ích tối ưu, tôi tin rằng Future 125 phiên bản mới sẽ được khách hàng nhiệt tình đón nhận. Mặc dù nhu cầu về xe tay ga ngày càng cao, nhu cầu về xe số vẫn rất lớn, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư để nâng cấp các mẫu xe trong cả hai phân khúc. Future vẫn đóng vai trò quan trọng trong số các sản phẩm xe số của chúng tôi trong những năm tới. Do đó, để thỏa mãn nhu cầu khách hàng, chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng phản hồi của khách hàng. Future FE 125 mới sẽ chính thức có mặt trên thị trường từ ngày 9 tháng 5 năm 2018 thông qua hệ thống cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm HEP trên toàn quốc. Future FE 125 mới được áp dụng chế độ bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước, với 6 màu sắc tùy chọn và mức giá bán lẻ đề xuất dành cho phiên bản vành đúc là 31.190.000 đồng, phiên bản vành nan hoa là 30.190.000 đồng.